Một thông tin vui đối với những người đang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, khi mà mới đây Ban Chỉ đạo Quốc gia về Cải cách Chính sách Tiền lương Bảo hiểm Xã hội đã khẳng định là sang đầu năm 2016 sẽ tiếp tục điều chỉnh lương cơ bản. Đây là nỗ lực của nhà nước nhằm đảm bảo mức sống cho người dân. Hiện tại, mức lương cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là 1,15 triệu đồng một tháng. Con số này mới chỉ đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu bình quân của bốn vùng trong khu vực doanh nghiệp tức là khoảng 2,6 triệu đồng một tháng. Với các cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang thì mức lương trên mới chỉ đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu sống tối thiểu, tức là khoảng 3,23 triệu đồng một tháng. Khi việc điều chỉnh lương được tiến hành, nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình sẽ được đảm bảo. Ngoài ra, mức điều chỉnh cũng căn cứ theo điều kiện kinh tế xã hội và nằm trong khả năng chi trả của doanh nghiệp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, việc điều chỉnh lương sẽ giúp cải thiện được tình trạng trượt giá và phù hợp với tăng trưởng kinh tế. Bộ Tài chính sẽ tính toán cân đối ngân sách, nghiên cứu nguồn để điều chỉnh tăng lương.